Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa tiến hành cuộc họp thông qua các dự thảo quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, triển khai các phương án, kịch bản chi tiết. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, trưởng phó tiểu ban và cơ quan thường trực 6 tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Các đại biểu đã được thông qua các quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành lập các tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo tỉnh, thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Theo đó, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đặt tại tầng 1, Trung tâm điều hành thông minh, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, số 011, đường Hoàng Đình Dông, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các dự thảo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, phương án kịch bản tổng thể phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, phương án kịch bản cụ thể chi tiết về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, về ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Cùng với đó, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, như nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K ở mọi lúc, mọi nơi, phát huy vai trò giám sát cộng đồng để ngăn chặn dịch ngay ở địa bàn dân cư. Ban chỉ đạo các cấp, các sở, ban ngành, chấn chỉnh, xử lý, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống truyền thanh cơ sở, tiếp tục rà soát bổ sung các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, có phân cấp, phân quyền cụ thể, huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong phòng chống dịch, trên nguyên tắc, kiểm soát tốt bên ngoài, quản lý chặt chẽ bên trong. Đặc biệt, nêu cao vai trò kiểm soát của tổ COVID-19 cộng đồng và quần chúng nhân dân, chuẩn bị phương án cho tình huống cao hơn, tăng cường năng lực y tế, từng ngành, từng cấp chủ động, tích cực triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh khẳng định, trong gần 2 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quyết tâm quyết liệt, trách nhiệm cao, đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, Cao Bằng là vùng xanh duy nhất của cả nước chưa có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận đề xuất tại cuộc họp, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cần tiếp tục quyết tâm, quyết liệt, làm tốt hơn nữa, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện tốt phương châm 4 sớm, kiểm tra, phát hiện sớm, báo cáo sớm, cách ly sớm, chẩn đoán, điều trị sớm, chủ động sẵn sàng các phương án phòng chống dịch. Ban chỉ đạo tỉnh, nhất là cơ quan thường trực cần tiếp thu học tập kinh nghiệm, cách thức tổ chức triển khai các phương án phòng chống dịch của các tỉnh thành khác để bổ sung và dự thảo các phương án kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới. Đề nghị Văn phòng tỉnh ủy khẩn trương soạn thảo, ban hành công văn thành lập Ban chỉ đạo, Sở chỉ huy cấp huyện, cấp xã, đồng thời có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể cho các địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện. Các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo nhanh chóng xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên các tiểu ban, đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng ngay kịch bản phòng chống dịch COVID-19 tại các vùng có nguy cơ cao. Khu vực trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ, khu vực tập trung đông dân cư, nhà máy, theo quy mô từng cấp độ, phương án huy động trang thiết bị y tế, nhân lực phòng chống dịch. Đối với Sở Chỉ huy trực tiếp điều hành công tác phòng chống dịch hàng ngày, hàng giờ, tiểu ban tuyên truyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước mắt, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu thành lập đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Huyện Bảo Lâm vừa tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lâm đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. 14 trên 14 trường mầm non thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Chất lượng giáo dục tiểu học hoàn thành 96% các chỉ tiêu đề ra. Số học sinh trung học cơ sở xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 97,4%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 97,3%. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 99,5%. Học sinh trung học phổ thông tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 94,5%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 98,3%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,7%. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, học viên xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 86,3%. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học và các điều kiện cho năm học mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021. Huyện Thạch An vừa tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch An đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Toàn huyện có 645 cán bộ quản lý và giáo viên người lao động. Đội ngũ giáo viên các cấp đều thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học đều đáp ứng yêu cầu giáo dục. Về kết quả học tập, bậc tiểu học tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành tốt năm học đạt 98,8%, bậc trung học tỷ lệ học sinh khá giỏi chiếm 52,5%, hạnh kiểm tốt khá 97,6%. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch An tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị công nghệ, thông tin phục vụ hoạt động dạy và học. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa xét xử vụ án hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Nhiều, thường trú tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Lâm Tố Quyên, thường trú tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 2 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Châu Anh, tổ 10, phường Đề Thám, thành phố, phát hiện tại phòng trọ số 8 có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng, Nhiều và Quyên, khai nhận xin trẻ sơ sinh của một phụ nữ tên là Hà Thị Yến Xuân tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tân, Vĩnh Long. Sau đó đưa cháu bé từ Vĩnh Long đến Cao Bằng giao cho bà Trần Thị Thanh Xuân, là người Việt Nam, lấy chồng và sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bán lấy tiền. Trước đó, bà Xuân hứa trả cho Nhiều 25 triệu đồng tiền công. Nhiều hứa trả cho Quyên 15 triệu đồng tiền công sau khi bàn giao đứa trẻ cho bà Xuân. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhiều 8 năm tù giam, bị cáo Lâm Tố Quyên 7 năm tù giam. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của đất nước, nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn được thực hiện trong điều kiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với giá thị trường nhưng chậm được điều chỉnh, trong khi đất đai ngày một có giá trị. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai xảy ra nhiều nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các địa phương trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vô hình chung trở thành rào cản ngáng đường hàng loạt dự án, công trình phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là một trong những dự án phát triển khu đô thị phía Nam, thành phố Cao Bằng, dự án khu đô thị 7A
tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, dự án phát triển khu đô thị số 10 và khu nhà ở biệt thự và công viên cây xanh. Với quy mô 17,96 ha, tổng chi phí thực hiện khoảng gần 400 tỷ đồng. Dự án này được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm phát triển đô thị thành phố Cao Bằng trong giai đoạn 2014-2020. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác giải phóng mặt bằng dự án còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc kiểm đếm tài sản mới thực hiện được 17 trên 38 hộ gia đình, cá nhân, còn 21 hộ chưa nhất trí kiểm đếm với tổng diện tích 5,58 ha. Đa số các hộ gia đình đều cho rằng dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, đề nghị chủ đầu tư dự án phải thực hiện bồi thường theo thỏa thuận. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc ngoài thực địa, qua kiểm tra, đối chiếu giữa hiện trạng sử dụng với bản đồ trích lục địa chính có sự sai khác nhiều về ranh giới. Một số khu vực chưa được đo vào bản đồ địa chính, đo vẽ gộp nhiều thửa đất của nhiều chủ sử dụng với nhau, thể hiện sai loại đất hiện trạng và nhiều thửa đất không thể hiện chủ sử dụng đất trên bản đồ. Do vậy, việc chỉnh lý, xác định chủ sử dụng còn nhiều khó khăn. Qua kiểm tra thực địa, rất nhiều trường hợp san gạt trái phép, làm thay đổi hiện trạng đất, xây dựng trái phép. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai công trình dự án này còn bộn bề ngổn ngang và nhiều khó khăn, thách thức. Giai đoạn 2019-2021 thì thu hồi đất là 62,17 ha. Thế thì bồi thường thì hết có 42 tỷ nhưng mà hỗ trợ đến 48 tỷ. Là hỗ trợ bây giờ là cao hơn là bồi thường. Đấy, do vậy mà hỗ trợ thì chính sách bồi thường thì nó sẽ phản ánh đúng với cái việc thu hồi đất. Tôi thu hồi đất của anh thì tôi sẽ bồi thường, nhưng mà hỗ trợ nó lại không vào cái đất mà nó lại vào cái đối tượng sử dụng đất, mà cái đối tượng sử dụng đất thì nó lại rất là khó để mà kiểm soát được. Người ta có thể thay đổi liên tục, trong một nhà cũng mình thu hồi 100 m² đất nhưng mà có 3 người thì khác với 2 người chẳng hạn, như thế thì nó lại theo đối tượng, và đối tượng trong nhà nó lại người thì nghề này, người nghề nọ, cho nên là cái việc chính sách này nó đang không thống nhất. Đây là cái chính sách hỗ trợ nó đang rất là bất cập. Thì ở cái chỗ này thì cái nghị định của chính phủ ấy, nghị định 47 thì nó đang hướng cái điều này, và chúng ta thì cái quan điểm thực hiện thực thi pháp luật của chính quyền nói chung, của ủy ban tỉnh, của ủy ban thành phố thì chỉ thực hiện những cái quy định luật, mà những cái gì mà nghị định thông tư mà không quy định, không mở, tóm lại không mở thì cấp dưới là khó mà thay đổi được. Cũng rơi vào cảnh chậm tiến độ như dự án phát triển đô thị số 7A. Dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư đường phía nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, hạng mục nút giao đường quốc lộ 3 cũ, hiện còn thiếu hồ sơ pháp lý nên chưa xác định được ranh giới phần đất đã bồi thường theo dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 3 từ năm 2003. Điều này cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý hồ sơ địa chính, vai trò quản lý nhà nước về đất đai của một số địa phương còn buông lỏng, chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Cái thứ hai, theo quy định của luật và nghị định hướng dẫn ấy, thì khi thực hiện cái dự án cần thu đất thì các đồng chí phải tổng hợp các cái phạm vi ranh giới này, diện tích này, mặt đất này, số tờ, số thửa theo bản đồ chính, theo hồ sơ địa chính thì mới được đưa vào cái danh mục dự án cần thu đất. Và các tổng thể đồng chí là cái địa bàn thành phố chúng ta ấy là có cái bộ hồ sơ địa chính nó gần như là cổ điển nhất trên địa bàn toàn tỉnh, mới được thực hiện đo đạc địa chính năm 2015. Do vậy là cái quá trình quản lý sử dụng cũng như quản lý hồ sơ địa chính thì nó rất là bất cập, nó không được quản lý khoa học. Một trong những nguyên tắc định giá đất theo luật đất đai năm 2013 là phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Nhưng trên thực tế, thực hiện thì hầu hết giá đất xác định khi đền bù giải phóng mặt bằng lại chênh lệch rất lớn so với giá thị trường. Theo nguyên tắc trên, thì việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường sẽ rất khó xác định do không có cơ sở dữ liệu nào ghi nhận giá đất phổ biến trên thị trường được quy định là bao nhiêu để xem xét sự phù hợp. Giá đất cụ thể để làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nói riêng không phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, dẫn đến khó khăn khi áp giá bồi thường. Người có đất bị thu hồi không đồng ý kết quả áp giá đất tính tiền bồi thường và xảy ra tình trạng khiếu nại phức tạp,
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người có đất bị thu hồi và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Mặt khác, việc xác định giá trị bồi thường hiện chỉ căn cứ trên hiện trạng sử dụng đất của người dân, chưa xét đến sự tăng lên của giá trị đất đai sau khi nhà nước thu hồi đất của người dân và giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Hiện nay tại tỉnh Cao Bằng, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng đang áp dụng theo quyết định số 16 đã được ban hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Điều đó có nghĩa là cho đến nay, sau 7 năm, mặc dù có nhiều biến động về giá cả thị trường, nhưng bảng giá bồi thường đất vẫn chưa được điều chỉnh cho phù hợp. Năm 2021, hệ số giá đất bồi thường thấp nhất là 1 lần so với giá đất Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Hệ số cao nhất là 1,67 lần đối với những vị trí đắc địa có lợi thế thuận lợi về kinh doanh. Việc bồi thường cây cối, hoa màu và thủy sản khi nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quyết định số 19 ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng được cho là chưa phù hợp trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại. Các cái vấn đề về trong giải phóng mặt bằng gồm có giá, giá đất. Ở đây là bằng giá đất của tỉnh, rồi là giá đất cụ thể đối với lại là từng thửa đất, rồi là giá cây cối hoa màu vật nuôi thủy sản, rồi giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất. Và đặc biệt nữa là chính sách hỗ trợ tái định cư. Bốn cái vấn đề này đều rất là gây khó khăn cho người thực thi và người dân. Tôi nhìn nhận so với các tỉnh khác, nếu các đồng chí xem tất cả các cái bản giá từ đất đai, từ cái tài sản trên đất, kể cái cuối một so với các tỉnh khác, chúng ta sẽ thấy là cái mà chúng ta đưa ra nó cũng tức là mức độ phủ kín á, là nó cũng đã là chưa nhiều như các tỉnh khác. Cái thứ hai là cái sự phù hợp và sát với thực tế. Phù hợp ở đây là gì? Tức là lúc nào chúng ta cũng duy trì một cái tư tưởng là giải phóng trả tiền cho người dân nhiều là thiệt hại. Thực ra là nó có đâu phải thế. Khó khăn trong giải phóng mặt bằng mới chính là cái thiệt hại cho cái việc đầu tư xây dựng, chứ đâu phải là giả tiền cho người dân là thiệt hại đâu. Một thực tế đáng bàn là còn tồn tại cơ chế thỏa thuận ngầm giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công với người bị thu hồi đất. Trong một dự án thu hồi đất, người bị thu hồi đất đồng ý thì sớm bàn giao mặt bằng, người không đồng ý sẽ không bàn giao mặt bằng, làm phát sinh khiếu nại kéo dài. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công luôn mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh việc khiếu nại, khởi kiện, cưỡng chế kéo dài, tốn kém. Vì thế, chủ đầu tư, nhà thầu tìm cách thỏa thuận với người có đất bị thu hồi bằng việc chi thêm tiền bồi thường không chính thức, không văn bản cho những trường hợp này. Điều này dẫn đến tình trạng bất công và tạo tiền lệ xấu là kéo dài quá trình bàn giao mặt bằng để mong được thêm tiền bồi thường cho dù giá bồi thường đã thỏa đáng. Hiện nay chúng ta đang có một số cái dự án mà cho chính sách quá trình ban hành chúng ta chưa bao phủ, chưa đầy đủ, dẫn đến chúng ta có một số cái trường hợp chúng ta phải giải quyết theo cái chính sách cá biệt. Ta gọi là cá biệt hay còn gọi là vận dụng để giải quyết một cái câu chuyện cụ thể để kịp thời giải phóng được mặt bằng để bàn giao bằng dự án. Nhưng mà thường nó lại rơi vào cái tình trạng là những người mà ta giải quyết theo cá biệt, những trường hợp mà ta giải quyết để đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng để bàn giao dự án, của đầu tư, thì nó thường lại rơi những cái trường hợp mà không tích cực chấp hành. Tôi cũng nói là thường những trường hợp này thì thường có lợi hơn là những người chưa đổ. Vấn đề là nếu để câu chuyện này nó diễn biến lặp đi lặp lại và nó lại cái cá biệt nó lại thành cái thường xuyên. Có thể thấy công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của hàng loạt công trình, dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ chế, chính sách, quy định về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo đúng lợi ích mọi mặt của những người bị thu hồi đất. Đặc biệt, việc chuẩn bị phương án thu hồi, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong không ít trường hợp chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức, nhất là về giá cả đền bù, phương án giải quyết việc làm mới, chuyển đổi nghề cho người có đất bị thu hồi.
chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ quy định của pháp luật. Mặt khác, lại quá thiên về biện pháp hành chính, áp đặt hoặc né tránh, thiếu cương quyết, không giải quyết dứt điểm. Năng lực của nhiều cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn hạn chế và thiếu chuyên nghiệp. Một số người dân thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc cố tình đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi không hợp lý cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ dự án. Và quan điểm, ý kiến phát biểu của thành viên trong ban thì cũng muốn là đưa về gần cái giá thị trường. Nó không được 100% nhưng cũng khoảng 6-7% thì cho tôi nghĩ là người dân đồng thuận cũng rất cao. Thế chỗ này thì trong kiến nghị tôi sẽ mạnh dạn đưa vào, rồi là kiến nghị của ban dân tỉnh đưa cái giá của các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư của tỉnh Cao Bằng chúng ta là nó phải đảm bảo không thấp hơn hoặc là cũng phải bằng một số địa phương lân cận, không tránh trường hợp là mình suốt ngày cứ kêu Cao Bằng là khó khăn rồi là kinh tế chậm phát triển, không có ngân sách đáp ứng để cái công tác giải phóng bằng. Tuy nhiên là nếu mà mình cứ lúc nào cũng nghĩ là mình đi sau thế này cũng khó cho các cơ quan chuyên môn. Đấy, chúng ta cũng mạnh dạn rồi thôi thì tính toán thế này cho nó là sát với thị trường, rồi là sát với những cái quy định cấp trên. Thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc điều chỉnh hệ thống chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tiễn, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội không thể làm tốt nếu thiếu vai trò của công tác dân vận. Dân vận khéo thì công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng, thuận lợi. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phóng sự vừa rồi đã có ý kiến của đại diện chính quyền địa phương và ngành chức năng làm rõ về những khó khăn, bất cập trong thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng. Mong rằng trong thời gian tới, cơ chế chính sách quy định về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ sớm được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho người dân cũng như cơ quan thực thi nhiệm vụ. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, điểm qua một số tin tức nổi bật trên các báo sáng nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định số 1447 thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ ngành và địa phương được thành lập tại quyết định số 1242 của Thủ tướng Chính phủ để cùng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề có liên quan. Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Thông tin mới được đăng tải trên trang điện tử vtv.vn. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc tiêm chủng tại nhà cho người cao tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được cho hơn 5,9 triệu người, trong đó có hơn 300.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Như vậy đã tiêm được cho khoảng 82% số dân trên 18 tuổi của thành phố. Tại một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người trên 18 tuổi đã đạt gần 100%. Còn một số ít chưa tiêm, chủ yếu là người cao tuổi, không thể đến các điểm tiêm tập trung. Để giải quyết tình trạng này, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc tiêm chủng tại nhà cho người cao tuổi. Đội hình tiêm tại nhà của một tổ y tế với đầy đủ các y bác sĩ chuyên khoa. Việc khám tầm soát trước tiêm đúng quy trình. Hơn thế nữa, người cao tuổi được tiêm ngay tại nhà, có người thân gần bên, tạo tâm lý an tâm. Song song với việc tăng cường mũi 2,
Hiện tại các địa phương đang tăng cường tiêm vét cho tất cả các trường hợp không thể đến điểm tiêm tập trung, đảm bảo tỷ lệ 100% mũi 1 cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Thành phố Hà Nội công bố 600 điểm bán hàng thiết yếu trực tuyến. Các điểm này đều bán thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng hóa thiết yếu theo hình thức đặt hàng qua điện thoại, trang web, qua các ứng dụng Zalo và App Store. Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã thông tin danh sách các đơn vị điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn có triển khai hình thức bán hàng trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ website http://công-thuong.hanoi.gov.vn. Theo đó có 600 điểm bán hàng hóa thiết yếu, gồm 565 điểm bán hàng đặt tại các quận huyện của thành phố và 35 siêu thị, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thủ đô. Cụ thể, công ty cổ phần thực phẩm sạch Clever Food 8 điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và dịch vụ Lan Chi 8 điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Dũng Hà 3 điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn Luôn Tươi Sạch 13 điểm, công ty cổ phần Sói Biển Trung Thực 20 điểm, công ty cổ phần Kit Plaza 7 điểm, chuỗi cửa hàng Bắc Tôm 62 điểm, công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam, Shopee. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá năm 2021 nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định đặc xá này của Chủ tịch nước sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm nay. Theo kế hoạch, sáng ngày 1 tháng 9, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho những người được đặc xá năm nay, để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định, đợt đặc xá năm nay được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng pháp luật. Tuy điều kiện trình tự chặt chẽ hơn, song diện đối tượng được hưởng đặc xá cũng được mở rộng, thể hiện rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, trở thành người có ích. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương có người được đặc xá, Chính phủ đã chỉ đạo bộ ngành và các tỉnh thành tạo điều kiện cho những người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng. Theo đó, ngay trước khi được đặc xá, những người này đã được học nghề, học tập về kiến thức xã hội, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng. Chính quyền địa phương không được phân biệt đối xử với người được đặc xá trong thực hiện các chính sách xã hội như tạo công ăn, việc làm, vay vốn kinh doanh, sản xuất. Trăm tỏi, đặc biệt là tỏi cô đơn hay còn gọi là tỏi một nhánh, rất giàu allicin, là chất giúp ngăn ngừa ung thư một cách hiệu quả, đặc biệt là ung thư đường ruột, vì chúng giúp ức chế quá trình chuyển hóa nitrat thành nitrit trong dịch vị, ngăn cản nitrosamin hình thành và làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Không chỉ vậy, tỏi còn giúp làm chậm tốc độ tăng trưởng và giảm kích thước của các khối u cho người đang điều trị bệnh ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tỏi có thể giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư như ung thư vòm họng, dạ dày, thực quản, vú, bàng quang, gan và tuyến tiền liệt. Hành tây. Hành tây có thành phần dinh dưỡng tương tự như tỏi. Chúng cũng chứa một lượng lớn acylin, có tác dụng trong phòng ngừa ung thư và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Các chất trong hành tây có công dụng ngăn ngừa sự hình thành mạch máu cho các tế bào ung thư, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc phòng ngừa và điều trị ung thư dạ dày, ung thư vú và một số loại ung thư khác. Rau muống. Loại rau rẻ và quá quen thuộc với bữa cơm người Việt này lại chứa tới 13 chất chống oxy hóa khác nhau giúp ngăn ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa này giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Rau muống giúp ngăn ngừa các bệnh ung thư như ung thư dạ dày, trực tràng, da và vú. Ngoài ra, các protein, muối vô cơ và chất béo có trong rau muống còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc nên rất tốt cho hoạt động của gan. Vì thế, những người bị bệnh gan
nên thường xuyên ăn rau muống hàng ngày để phục hồi và tăng khả năng hoạt động của gan. Cà rốt. Cà rốt luôn nằm trong danh sách những loại rau củ bổ dưỡng phù hợp cho mọi lứa tuổi và đặc biệt là những người cần bổ sung dinh dưỡng, người mới ốm dậy. Thế nhưng, đừng bỏ qua một tác dụng tốt như ngăn ngừa các bệnh ung thư của cà rốt. Trong cà rốt có chứa hàm lượng lớn beta-carotene là chất chống oxy hóa tuyệt vời, giúp cản trở sự hình thành và loại bỏ những tế bào đột biến trong cơ thể. Cải bó xôi. Không chỉ chứa nhiều vitamin, chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa và người đang trong giai đoạn ăn kiêng, các hoạt chất carotenoid có trong cải bó xôi hoạt động như các chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Củ nghệ. Các nghiên cứu sớm chỉ ra rằng các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ trong nghệ, đặc biệt là curcumin, có khả năng ức chế sự gia tăng của các tế bào ung thư, di căn ở một số loại bệnh ung thư như ung thư tử cung, vú, thận, bàng quang, buồng trứng, bạch cầu, gan, tụy, ruột kết và phổi. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai.